nước súp mì Quảng. Bên kia là thịt xíu. Chúng tôi đang ở phía sau bếp Sweet Min. Ở đây ngoài bán bánh, bán nước, chúng tôi còn phục vụ những cái món ăn đặc sản ở Quảng Nam, ở Hội An như là mì Quảng nè, cao lầu nè, rồi bánh bèo. Bánh bèo không chơi nữa. Bánh bèo không chơi hả? Mì Quảng cao lầu thôi. Này là đem lên cho khách nè hay là đem cho anh em mình ăn ở đây? To go hả em? Đây tranh thủ ăn lén cũng bắt cỡ ha. Đang ở Hilton Mỹ nha quý vị. Nên mấy tô hấp dẫn quá. Chị 5 phần trước ha. Cái sao nữa? Rồi còn 10 phần em chị đi qua nhà chưa ông? Dạ dạ, cỡ 6 giờ ha, đúng 6 giờ ha. Đúng 6 giờ qua nhà ông. Đúng. 5 giờ mấy em qua tiệm được không? Ồ em tranh thủ này về em ăn cái em tranh thủ cũng chờ tranh thủ chạy ra cỡ khoảng chắc khoảng tầm đó. Ok chị. Cái 15 em chia 5-10 nha, 5 cái gạo lầu, 5 cái mì Quảng một bịch. Nhìn cái tô mì quả là hấp dẫn ha. Cái điều đầu tiên là có trứng vịt nè, xá xíu nè, gà nè, tôm nè, bánh này bánh ram hả, tôm mì Quảng. Ở xứ Mỹ mà được thưởng thức cái món này á, phải nói là hấp dẫn. Bởi vì sao? Bởi vì mình thay đổi món ăn liên tục cho nên nó đỡ ngán và đỡ nhàm chán. Mình ăn đủ vùng miền mà, Nam Trung Bắc cao nguyên miền Tây đầy đủ, không thiếu cái gì hết. Hôm bữa là được xem hai chồng em biểu diễn cái món gọi là cao lầu ở Hội An, rồi món bánh bèo nhân thịt ở xứ Quảng, bây giờ đến mì Quảng ở xứ Quảng. Nó nước sốt ok. Đủ nước cao chiếu quá. Đậm đà. Khó khăn. Tuyệt vời.
được, được, được. Đừng có quay mặt ăn, ăn quà ra sẽ thèm. Đó kìa. Ủa rê, cái tô bị đổ hay sao nữa? Ngon quá ăn hay cái gì đổ chay. Mình người xứ Quảng mà được qua đây mà ra cái giữa đất Mỹ rộng lớn này mà được ăn những cái món quê nhà mà đặc biệt là đặc sản của xứ Quảng nữa thôi còn chia bàn nữa quá đã. Nói chung là quá đã. Ăn mình phải kén ớt à. Bị Quảng ăn mình kén ớt à. Nhưng mà sao anh thấy nha, cái ớt này không đúng nha, ớt xanh xanh cũng dài. Đúng rồi. Ớt sừng đúng không? Đúng rồi. Nó dài dài, xanh dài cũng sừng, nhưng mà mới vừa hết rồi. Đâu có cay đâu, cái này không có cay. Không có cay nha. Cay. Chưa lửa, chưa lửa, chưa lửa. Không cay mà chưa lửa. Đổ mà hơn cắn ớt luôn nè. Bên này có gà ta luôn hả? Gà không có gì. Có đồ hộng luôn này đủ rồi. Đầy đủ hết. Ok. Là có bánh tráng á, bóp ra nữa. Đúng rồi, nhà ở nhà có bánh đa mà có loại bánh tráng của Hội An á. Là khỏi nói luôn. Bánh gạo, bánh là đỏ. Ừ, đúng rồi, bánh gạo. Rồi bánh đỏ. Không, có bánh mè cũng được. Là bánh này cũng ngon. Quá ngon. Được rồi. Ok. Bỏ qua. Bỏ qua đi. Nói chung là xử lý hết á. Nói chung là trên khá tuyệt vời hả? Trên khá tuyệt vời xử lý hết. Để ăn hết qua anh. À, mần ra. Xử. Mọi nó gà lá mần luôn. Nói chung không thấy gì ngoài thịt. Có thằng kho tập trung chuyên môn ha. Uống mà tập trung chuyên môn. Cái này ở cho quán mình là bán luôn hay là không? Quán mình chỉ là bán to go thôi. To go. Anh em mình là special, đặc biệt cho nên được ngồi ăn thôi. Coi như là khách Hilton mà muốn mua là phải order. Order xong mình to go, tự hành tới tự pick up. Cho số điện thoại. Có số điện thoại, đọc số điện thoại. Cái này mình sợ vô Sweet Mint thôi. Sợ vô Sweet Mint thôi. Còn tôi để số điện thoại từ để em có cái à, đem đọc cái số này. Hôm nay đi lấy số. Có số điện thoại chưa? Ừ. Có mấy? Dạ. 832 842 842 849 0948 0948 dạ. 832 849 0948. Các bạn cứ order sẽ có món ăn mì Quảng và cao lòng. Mà mình phải order nấu hay là ngày nào cũng có hay sao? Không. Nếu thường thường làm một tuần nấu lần. Một tuần một lần là thứ nào? Không cố định hả? Thường là thứ sáu à? Thường thường đều. Giờ em ưng cũng làm vui. Nên thường thường là đợt trước là nói hai tuần lấy order một lần. Ừ, nhưng mà bây giờ thì... Bây giờ kiểu như nhu cầu mọi người cũng có nhiều. Ừ. Cho nên mình nấu một tuần một lần. Tuần lần là thứ sáu. Thường thường là thứ sáu hoặc thứ bảy. Ừ. Cuối tuần. Cuối tuần, cuối tuần á. Mọi người điện thoại tới order rồi tạo tới pick up. Ừ. Chứ mình không có delay baby. Ok. Công nhận bạn Thú ăn lẹ quá. Nhưng không phải, đã xe qua cho bạn Randy đi. Ô, anh ấy ăn được ghê. Chỉ còn có điều là liếm tô là mới sạch tô thôi. Đó, Randy nè. Sao? Thấy sao? Thấy no rồi không? Nói chung mà no cần không rồi. Hai tô chứ mấy. Nhưng mà cảm giác á. Cảm giác thì phê. Phê hả? Phê. Ăn mì Quảng là phê. Phê, tại vì phê ở đây là phê cái món mà mình qua đây giống như em nói vậy là ở một cái xứ Mỹ rộng lớn như vậy mà vẫn có những cái món đặc sản của miền Trung mà ăn nói chung là phê. Nói chung là mình thay đổi món liên tục đúng không? Liên tục, phê. Hấp dẫn đúng không? Đã. Rồi bạn Tú, thấy sao? Em thì từ trước giờ em không biết ăn mì Quảng. Cái này là lần đầu tiên em ăn mì Quảng. À. Thì em thấy nó lạ. Ngon. Ngon hả? Ê. Đi đâu vậy? Hả? Đi giao đồ ăn. À, giao đồ ăn ai mua mì nhiều dữ vậy? Dạ của bên chị order cho sư ông. Ồ, vậy là chứng tỏ điều này là mình thấy là mì Quảng với cao lầu rất là đắt.
Ok. Hàng nóng. Anh em mình có mở cái quán bán đặc sản miền Trung được ạ. Em nghĩ chắc được, em cũng biết nấu số món mà hầu như món tất cả các món miền Trung hầu như em biết nấu. Nhưng mà chỉ có một cái là nhiều khi em nấu theo cách của em nó chưa có đúng chuẩn thôi. Chứ anh em ném thì ok. Sao? Gì? Mà cậu muốn ăn mì Quảng hay sao mà cậu muốn? Không biết thấy sao, nhưng mà thấy bằng chứng nè, thấy chưa? Chắc liếp thế nữa mà hết mới ngang ngửa thằng kia. Kêu là nó có sách nó có chứng đó. Nói chung là thôi giờ mình nói ngon mình khen cũng mệt đúng không? Bây giờ mình chỉ cần nói cái là thường thường mình ăn cái gì á mà nó lạ là nó ngon. Mà mình muốn được thưởng thức những cái món lạ là phải thử hết các vùng miền thì bảo đảm chắc chắn nó ngon. Đó. Thì bây giờ nói chung mình nhìn cái quán thấy không khí cũng Tết đúng không em? Đó, thấy không? Quán Tết đẹp. Mà cái giờ này là cái giờ coi như là buổi chiều. Thì quán này hơi vắng khách tí xíu nhưng mà đặc biệt nha. Buổi tối một tiếng đồng hồ nữa để trở về đến 11, 12 giờ đêm rất là đông. Sao kỳ vậy ta? Tại vì khách không biết sao đến cái giờ đó lại muốn uống nước, uống cà phê với ăn kiếm một cái chỗ để mà yên tĩnh, thư giãn relax. Đúng rồi, thì sao giờ làm chém gió đúng rồi đó. Sao giờ làm thì bây giờ cũng không khí thấy Tết rồi, nhờ thôi mấy anh em thôi để anh đại diện cho Randy Tú với For Nhật Cường xin chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, lúc nào cũng yêu mến những cái món đặc sản vùng miền của Việt Nam. Ăn cái này gọi là tình thương mến thương, ăn cái này gọi là ôi quê hương tôi đậm đà bản sắc dân tộc. Bye bye.